Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, bây giờ xin mời chúng ta cùng nhau mở lời Chúa ở trong sách Thi Thiên 128. Thi Thiên 128. Chúng ta đọc hết phần Kinh Thánh này. Thi Thiên 128. Dạ. Dạ, anh chị em nào dân cứ để đây nha. Để đây. Thi Thiên 128. Rồi, xin Hội Thánh chúng ta đọc chung với nhau Thi Thiên 128. Xin bắt đầu. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì ngươi sẽ được hưởng công việc của tay mình, được phước, may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thành mậu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi. Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Jerusalem. Nguyện ngươi được thấy con cháu mình. Nguyện sự bình an giáng trên Israel. Cảm tạ Chúa. Chủ đề tôi chia sẻ với Hội Thánh buổi sáng hôm nay đó là chìa khóa để gia đình được phước. Có ai trong ông bà chị em chỉ mong rằng cuộc đời của mình hay là cái thế hệ của mình được phước? Còn thế hệ... Dạ đây ạ. Dạ. Thế hệ con và thế hệ cháu không cần phước. Có ai muốn như vậy không? Rồi, ai trong chúng ta muốn thế hệ của mình được phước? Thế hệ con của mình được phước? Thế hệ cháu của mình được phước? Thế hệ chắc của mình được phước ạ? À? Dạ, cảm ơn Chúa. 100% chúng ta mong ước điều đó. Kể cả những người chưa có chồng có vợ vẫn mong ước là con cháu mình sẽ được phước. Đức tin, đúng không ạ? Vậy thì, cái được phước ở đây, hay nói cách khác, cái từ phước nó có nghĩa là nó không chỉ là nói về vật chất. Như sứ đồ Giăng đã cho chúng ta một cái khái niệm về phước, đó là ba phương diện của phước hạnh. Một là thuộc linh, hai là sức khỏe, và ba đó là thuộc thể. Nếu thiếu ba trong điều này thì chưa được gọi là thịnh vượng trọn vẹn. Có những người rất giàu nhưng mà sức khỏe không có. Có nhiều người nói là còn trẻ cai để sau này hưởng. Thế chừng lớn tuổi rồi ăn nó tay nó rung dày không ăn được. Thì không thể hưởng được, phải không? Cho nên cái phước mà Chúa nói là cái phước mà ở trong vòng tay của Chúa, nó bao gồm cả thuộc linh, cả sức khỏe và cả thuộc thể. Khi tôi được học lời Chúa ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh này, tôi thấy rằng là đôi khi mình ích kỷ bởi vì chúng ta chỉ nghĩ cho mình mà chúng ta không nghĩ cho tương lai của con, của cháu mình. Tại nơi đây, tác giả nói như thế nào? Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thành mậu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. Nói một cách khác, vợ ngươi sẽ như là cây nho luôn luôn sai trái, và con cái nó giống như những chồi olive lúc nào cũng xanh tươi. Vậy thì được phước là điều ai trong chúng ta cũng muốn. Vào dịp Tết chúng ta thường chúc phước cho nhau, chúng ta gặp nhau chúng ta chúc phước cho nhau. Nhưng mà sự phước hạnh nó đòi hỏi có cái điều kiện, chứ không chỉ lời chúc phước mà được phước thôi. Lời hứa của Chúa vẫn có điều đó. Khi ngươi vào nhà nào hãy cầu bình an cho nhà đó. Nếu nhà đó xứng đáng, bình an sẽ xuống. Còn không thì bình an trở lại với các ngươi. Thi Thiên 109 câu 17. Nó không thích chúc phước, phước bèn cách xa. Nó ưa sự rủa xả lại lâm vào nó. Cho nên là con dân của Chúa, Chúa luôn luôn muốn tôi mà cho em dùng môi miệng của mình như là chìa khóa để chúng ta có thể đem lại phước hạnh. Một chiếc tàu, nó dù to lớn cỡ nào nhưng mà chỉ một cái bánh lái nhỏ thôi, nó có thể cải bác nó và đi theo cái ý muốn của người cầm lái. Và Gia Cơ cho rằng cái lưỡi chúng ta cũng giống như lửa vậy đó. Nó sống chết là do quyền của lưỡi. Kẻ nào ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó, thì ở trong Châm Ngôn 18 có 21. Cho nên Chúa đã đặt cái quan thể này ở trong ngôn miệng của chúng ta, để rồi bắt đầu chúng ta nói những lời cao trọng. Và tôi xin khẳng định bà chị em rằng không bao giờ chúng ta mong được phước mà miệng luôn luôn nói lời tiêu cực và rủa xả hay là làm bầm chửi bới. Không bao giờ. Và nếu có đi chăng nữa, nó vô đây và nó rớt xuống hết. Tại vì Đức Chúa Trời đem cái phước đến mà chúng ta lại nói lời tiêu cực thì sao?
ai lấy á? Thiên sứ đem đến, vừa đem đến định đổ vô trong nhà thì sao? Nói lời tiêu cực thì ma quỷ nó cướp đi, nó cướp đi. Cho nên tôi đã biết cái lẽ thật này và chìa khóa, tôi không bao giờ nói lời tiêu cực. Kể cả người khác nói lời tiêu cực cho tôi thì tôi biến cái lời tiêu cực đó thành tích cực. Có cả những người khác nói lời châm biếm mang cái tính sỉ nhục hay là nói cái dàn diễu cợt thì tôi cũng biến cái lời đó để thành cái lời tích cực cho cuộc đời của tôi, và tôi không trả đũa lại. Cho nên môi miệng của tôi và chị em, tấm lòng tôi và chị em là tấm lòng của đầy tình yêu, tấm lòng của vương quốc của Đức Chúa Trời, tấm lòng nước của Chúa đã ở trong tôi và chị em, thì trong tấm lòng này chúng ta sẽ không có lời đũa xả đi ra khỏi môi miệng của chúng ta. Vì Chúa nói sao? Đầy trong lòng miệng sẽ nói ra. Có nhiều người nói bực quá cũng phải sang tay áo một chút. Nhưng mà thương bà chị em, ông bà chị em sang tay áo một thì chúng ta sẽ gặp lại 7 lần. Muốn sang tay áo nữa thì cứ sang. Chúng ta sẽ gặp lại 7 lần những gì mà chúng ta sang tay áo với người khác. Chúng ta rủa một lần, chúng ta sẽ bị 7 lần rủa lại. Anh chị em muốn làm thì cứ làm. Nhưng mà cá nhân tôi quyết định chọn theo cách của Chúa. Một lần nữa, trước khi đi vào bài này và những cái chìa khóa để ông bà chị em nhận được phước và con cháu mình được phước, thì tôi xin hỏi, ai trong ông bà chị em muốn thật sự được phước, xin đưa tay. Tôi đưa luôn cái tay luôn. Có ai có cái chân đưa cái chân luôn. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn bà chị em. Rồi, ông bà chị em sẵn sàng để nhận phước của Chúa không? Dạ, bây giờ chúng ta xem. Tôi sẽ cho ông bà chị em thấy những cái lời hứa trước, rồi chúng ta sẽ nói đến cái chìa khóa sau. Nha, chúng ta đi ngược một chút xíu nha. Tại vì nó không có lời hứa, chúng ta sẽ nói, ồ, gì tôi, sao khó quá, theo Chúa khó quá. Chẳng bao giờ mà đào vàng mà chúng ta lấy khơi khơi trên mặt. Chẳng bao giờ kiếm được kim cương mà khiều nó ra kim cương. Đúng không ạ? Nó phải tìm kiếm như bảo vật ẩn bí. Và chúng ta có những cái chìa khóa mà khi bà chị em áp dụng, và tôi nói bà chị em bất cứ lứa tuổi nào đều có thể áp dụng được, người trẻ cũng như là người lớn tuổi. Những người lớn tuổi trưởng lão trong hội thánh thì dù chúng ta không còn sức lực, nhưng chúng ta còn môi miệng để cầu nguyện, thì chúng ta cầu nguyện cho con, cho cháu của mình cũng vẫn được phước. Abraham đã đặt tay cho Isaac, Isaac đặt tay Jacob, Jacob đặt tay cho cháu của ông, đó là Ephraim và Manasseh. Và khi đặt tay như vậy, phước hạnh đã đến trên gia đình của chúng nó. Mà lời hứa của Chúa đặc biệt lắm. Phạt thì mấy đời? Mà bốn đời. Mà ban ơn thì bao nhiêu đời? Ngàn đời. Ngàn đời, cảm ơn Chúa. Với gia đình của tôi, chúng tôi tin Chúa từ thời bà nội tôi năm 1925. Chúng tôi tin Chúa nhưng mà gia đình tôi nó nghèo rất cái mồm tơi. Nhưng mà đến năm 1999, khi tôi biết lẽ thật này, tôi trở về và tôi chia sẻ với gia đình. Và má tôi đã cầu nguyện, và sau đó tất cả anh chị em tôi. Và tôi nói với chị em rằng chúng tôi, gia đình của chúng tôi, từ người nghèo nhất bây giờ cũng là người giàu. Em út của tôi bây giờ làm giám đốc công ty, ngon chưa? Vừa hầu việc Chúa vừa làm giám đốc công ty. Nói mùa dịch đó, mùa dịch em, Chúa cho em kiếm gần tỷ à. Cái phước của Chúa cho. Đôi khi chúng ta không có làm theo những cái nguyên tắc, nhưng mà chúng ta cứ mong được phước, mong được phước, mong được phước, mong được phước, thì tôi nói bà chị em không được, không thể được. Nha. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ thấy được cái phước hành trước, rồi chúng ta sẽ nói về cái điều kiện sau. Ở trong câu số 2 nói như vậy, người ngươi sẽ được hưởng công việc của tay mình, được phước và may mắn. Cái từ may mắn này trong nguyên nghĩa là thành công. Không ai chúng ta ra đời bước ra chúng ta làm một công việc gì mà chúng ta nói rằng là không thành công. Ồ, tôi mong rằng tôi làm công việc này không thành công, hay là tôi mong công việc này làm thành công. Trong hội thánh của chúng ta có rất nhiều người làm giám đốc. Mà ông bà chị em còn nhớ năm khoảng năm 2015, Chúa cho tôi một cái lời tiên tri là trong ông bà chị em sẽ có những người trở thành người lãnh đạo, và có những công ty được mọc lên, và có người trở thành giám đốc của công ty. Và điều đó đã thật sự đã xảy ra. Giám đốc công ty nó không phải là to lớn gì lắm mới làm một công ty, nhưng mà mình làm chủ một doanh nghiệp cũng là giám đốc, đúng không ạ? Và trong công việc làm của chúng ta đó, chúng ta có nhiều đối tác để chúng ta làm. Chúng ta có thể làm cùng với người hầu của người, cùng với người tin Chúa, cùng đồng đức tin. Nhưng chúng ta cũng làm với người không đồng đức tin. Chứ không phải chúng ta chỉ làm với người tin Chúa mà thôi, không phải. Bởi vì nguyên tắc của Kinh Thánh là gì? Sự sáng cái ngươi phải soi trước mặt người ta, để người ta thấy việc lành của cái ngươi và ngợi khen cha cái ngươi trên trời. Nếu Chúa bày tỏ để các anh em trong Chúa cùng làm việc với nhau, nhưng mà làm việc, đức tin là đức tin, yêu thương là yêu thương, chúng ta không trộn lẫn những thứ đó lại, rồi chúng ta bị tổn thương,
không cần phải bị tổn thương điều đó. Và khi đã làm là phải tin tưởng. Và nếu như có sự thất bại trong công việc đó, phải cùng nhau tháo gỡ hoặc là chấp nhận chịu thiệt thòi để người khác được tốt hơn. Và Đức Chúa Trời sẽ đền bù cho bà chị em. Hai vợ chồng tôi cũng bị thiệt thòi trong cái lĩnh vực về hợp tác làm ăn. Chúng tôi không có trực tiếp làm ăn, nhưng mà chúng tôi muốn giao tài sản cho người khác để người khác kinh doanh. Nhưng khi họ làm thì làm không kết quả. Chúng tôi chấp nhận chịu sự thiệt thòi. Nhưng mà tôi tin rằng khi tôi chấp nhận sự thiệt thòi thì Chúa có đủ trăm phương ngàn cách để Ngài phục hồi tài chính cho chúng tôi. Và Chúa sẽ làm, Chúa đền bù lại những năm mà sâu keo và cào cào nó cắn phá hoa quả của thân thể, của đất ruộng. Và tôi tin điều đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy người sẽ được hưởng công việc của tay mình. Chúng ta trồng một cái cây là chúng ta hưởng được thành quả của nó. Hưởng công việc của tay mình có nghĩa là người ta nói là gì? Đó là giống như là báo ứng nhãn tiền đó mà. Cái từ báo ứng nhãn tiền đó thì nó nghe nó dường như là không hay lắm. Nhưng mà chúng nó là gieo điều gì chúng ta sẽ gặt điều đó. Vậy thì tôi trồng cây xoài thì tôi sẽ ăn được cây xoài. Có nghĩa là tôi nhận được thành quả ngay tức khắc. Có những người thì họ đầu tư, nhưng mà thế hệ con của họ mới nhận thành quả. Ví dụ như là David. Ông đã đầu tư tất cả để lập cái đền thờ cho Chúa. Nhưng Chúa nói bởi tay của con là chiến binh, con là dính máu rồi, cho nên con không xây nhà thờ, đền thờ được. Phải giao cho thế hệ con của con, đó là Salomon. Mặc dù ông chuẩn bị tất cả, nhưng cuối cùng là để cho Salomon là người xây dựng đền thờ. Cho nên chúng ta thấy rằng khi chúng ta là người được phước, có nghĩa là gì? Là tôi sẽ hưởng thành quả ngay trong đời sống của tôi. Bao nhiêu người muốn được hưởng thành quả ngay trong đời sống của mình? Dạ. Amen. Cảm ơn Chúa. Còn ai dành để sau này con cháu nó hưởng thì cái đó là riêng nha. Nhưng mà tôi muốn một điều rằng là chính những cái gì mà mình làm thì mình hưởng được thành quả. Rồi, cái điều thứ hai là gì? Là được phước. Dạ, tôi nói với bà chị em cái từ được phước này. Chúng ta có biết cái từ phước trong tiếng Hoa đó. Trong tiếng Hoa nó là một cái từ, nó dùng cái từ tượng hình. Thì cái từ phước nó có nghĩa là một cái, nó có chữ điền và chữ nhân đã nằm ở giữa. Không biết ai có cái tiếng Hoa không? Tôi nói vậy có đúng hay không? Nhưng tôi được dạy như vậy đó, tôi chưa học tiếng Hoa, nhưng mà tôi nghe được dạy như vậy. Thì nó, cái từ chính là cái chữ điền, tức là nó là như là miếng đất. Và có từ nhân ở trong cái chữ điền đó. Cái từ phước có nghĩa là người được ở trong đất. Và hình ảnh mà Đức Chúa Trời đặt Aram ở trong vườn Eden, nó là từ phước. Chúa nói thì Chúa lập cái cảnh vườn tại Eden, rồi Chúa đặt cái người mà Chúa mới tạo nên đó để ở giữa vườn, trồng và giữ vườn. Vậy thì theo ông bà chị em, Đức Chúa Trời của tôi mà chị em thờ phượng là ông trời đó. Tại vì có một số người mới đến là ông trời mà chúng ta thường kêu đó. Thì Ngài đã có một cái kế hoạch cho loài người được ở trong một cái vườn, tức là được phước. Kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho chúng con người là phước. Kế hoạch của cha mẹ dành cho con là gì? Là phước. Có nhiều người nói như vậy: ngày xưa ba mẹ khổ lắm, bây giờ mới có cơ ngơi như thế này, các con cũng phải khổ như ba mẹ để các con phải nếm được cái mùi đó. Có ai muốn như vậy không? Chúng ta dạy cho con mình để nó làm việc, nó có thể tự lập, nó có thể có quyết định, nó biết trân quý. Nhưng không ai trong chúng ta muốn con mình khổ, đúng không bà chị em? Cho nên Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên chúng ta, Ngài đặt cái tâm linh ở bên trong con người này, và có một cái tâm tình của Chúa ở bên trong, để khiến cho tất cả loài người chúng ta đều mong ước rằng con cháu của mình được phước. Cho nên cái từ được phước nó là mang cái ý nghĩa về quá khứ hoàn thành, nó không phải là hiện tại tiếp diễn hay là tương lai, nhưng là quá khứ hoàn thành. Cũng như Đức Chúa Trời Ngài đã chuẩn bị Chúa Giêsu cho chúng ta. Và Kinh Thánh nói như thế này: Chúa Giêsu đã mang lấy tất cả mọi sự rủa xả ra cho chúng ta, hầu cho phước lành Đức Chúa Trời hứa với Abraham được rải khắp trên nhân ngoại, lại hầu chúng ta nhờ đức tin để nhận lãnh Thánh Linh đã hứa cho. Như vậy trong kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời, khi con người phạm tội thì trong kế hoạch đó đã có phước rồi. Amen bà chị em. Thế thì ai là kẻ gây nên họa? Ai là tác giả gây nên họa? Ma quỷ.
rất rõ ma quỷ. Cho nên đừng bao giờ khi chúng ta gặp những cái hoạn nạn, những cái nghịch cảnh mà chúng ta đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. Tối hôm qua gần 12 giờ đêm, một người chị em gọi điện cho tôi cầu nguyện cho cháu của người chị em này. Người chị em này, cháu của chị em này trong cái buổi nhóm ở một hội thánh nào không biết, thì có người gọi nói tiên tri là cái cô đó là vợ của em á. Mặc dù em này không có yêu, nhưng cuối cùng là vì một cái lời tiên tri kia và cái người này đến và hai đời cưới nhau. Cưới nhau mấy tháng trời, bây giờ cứ lục đục đủ thứ. Thì đứa cháu là con trai, đứa cháu đó về nói con giận Chúa lắm, tại sao Chúa lại đưa cho con hôn nhân như vậy. Như vậy thì có phải là do Chúa đưa hôn nhân không? Không, Chúa không có ép. Chúa đưa Eva đến với Adam, và ai là người nói này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi? Adam. Không phải là Chúa. Chúa dựng nên Eva và Chúa đưa đến, và Chúa cho Adam nhìn. Chúa cho Adam tìm hết ở trong tất cả các loài thú vật đã tạo dựng nên để xem có ai giống như mình. Kinh Thánh ghi là gì? Không tìm được một ai hết. Bây giờ Chúa đưa Eva tới và Adam lập tức nhìn nó, này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Và hai người dìu nhau vào thánh đường, bên cạnh nhau, quên Chúa luôn. Có đúng không ạ? Lúc chưa có thì con tìm đủ thứ hết trơn, nhưng mà khi có rồi là quên Chúa luôn. Hạnh phúc là không nhớ Chúa, nhưng mà khi mà gặp nan đề thì sao? Tại cái người này Chúa đưa đến. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên được phước đó là điều mà Đức Chúa Trời Ngài thiết đặt và Ngài muốn dành cho con cái loài người. Chúng ta gặp hoạn nạn, chúng ta gặp thử thách, chúng ta gặp những tai ương, đó là ma quỷ nó cướp giết và hủy diệt những người chưa có Chúa ở dưới tay của nó. Trong cái lần tôi đi bên kia thì tôi gặp một người anh em, anh này là một giám đốc của một công ty về chuyên về vấn đề xây dựng ngành nhôm lớn lắm. Anh đưa con anh qua bên đó, hai đứa học, hai đứa này học một năm khoảng 160.000 đô la một năm, có nghĩa là khoảng 4 tỷ cho hai đứa con đi học. Và khi nói chuyện với anh, tôi làm chứng cho anh, và tôi nói anh ơi, tôi sợ ma lắm, lúc nào cũng sợ. Tôi hẹn là có điều kiện tôi sẽ gặp, trước khi tôi về thì anh nhắn tin cho tôi là hẹn gặp lại ở Việt Nam. Anh đã về Việt Nam rồi và hy vọng một ngày đó tôi gặp anh và tôi sẽ chia sẻ cho anh để anh có thể biết Chúa. Chúng ta sẽ thấy được cái giá trị thuộc linh nó quan trọng biết là giường nào khi chúng ta hiểu được cái giá trị này, và chúng ta sẽ biết đầu tư cho con của mình vào lĩnh vực nào. Cho nên trở lại đây thì đó là sự được phước, là kế hoạch của Chúa Trời dành cho chúng ta. Ai đồng ý thì amen với tôi điều này nha. Hãy nói với người bên cạnh rằng là kế hoạch của Chúa dành cho anh chị là phước, được phước, là được phước nha. Xin nhớ thì nhớ điều này, nhớ in trong đầu của tôi chúng ta, là kế hoạch của Chúa dành cho tôi, dành cho cuộc đời của tôi, dành cho con cái của tôi đi trong đường lối kính sợ Chúa là phước. Đó là kế hoạch của Chúa, đừng bao giờ nghi ngờ. Bây giờ điều thứ hai đó là may mắn. Cái từ may mắn này trong nguyên nghĩa là thành công và thịnh vượng. Cái được phước, thành công và thịnh vượng nó có sự liên đới với nhau. Dù hai từ này nó khác nhau nhưng nó có sự liên đới với nhau. Như tôi đã phân tích từ ban đầu, được phước nhưng mà đôi khi là gì? Chúng ta lại chỉ có được phước về thuộc thể mà chúng ta không có được phước về thuộc linh, hoặc là chúng ta không được phước về sức khỏe thì chúng ta không có ăn uống gì được cả, chúng ta không hưởng được gì cả. Nhưng ở đây chẳng những được phước nhưng mà thành công. Cái từ may mắn dành cho người chưa có Chúa đó là may mắn. Ô may mắn lắm tôi làm được cái việc này, ô may mắn tôi mới thành công. Nhưng mà Chúa khẳng định là khi chúng ta kính sợ Chúa thì chúng ta sẽ được thành công và thịnh vượng. Sự thành công thịnh vượng nó không có nghĩa là chúng ta bỏ nhiều tiền vào, nhưng sự thành công thịnh vượng có nghĩa là chúng ta giữ nó được bao nhiêu ở trong cái túi của mình. Tôi nói mà chị em ở bên Mỹ họ không có thời gian, sáng bắt đầu ăn uống xong khui, thậm chí phải ăn thức ăn nhanh rồi bắt đầu là họ chạy xe như điên, họ chạy họ đi làm như điên. Tôi dùng cái từ như điên đó là giống như là nó làm hết cái sức của họ luôn, họ dắt kiệt sức luôn. Có những người làm nghề nail thì rất độc hại. Có những người nói là giờ bận quá rồi, bây giờ các con nó hồi lúc còn nhỏ thì mình cho nó ăn học tới chừng lớn, bây giờ nó lên đại học thì tiền lại nhiều hơn, cho nên mình phải làm để có tiền cho nó nhiều hơn. Tôi hỏi người đó, nếu bây giờ em để vợ cho em, cho con của em một năm, xin lỗi, để lại gia sản là 1 triệu đô la đi, là 25 tỷ Việt Nam. Ở đây có ai có tài sản được 25 tỷ không? Có không? Có đại gia ngầm không?
Nhưng giả sử chúng ta để lại cái gia sản 1 triệu đô la, 25 tỷ, 28 tỷ là ít á. Có người để gia sản cho con hàng trăm tỷ hay hàng ngàn tỷ. Nhưng mà chị em biết, nếu con của mình không kính sợ Chúa thì bao nhiêu tỷ nó cũng có thể nướng đi trong một đêm. Vậy thì chúng ta để lại điều gì là quan trọng? Di sản thuộc linh hay là gia sản thuộc thể? Bởi vì cái di sản thuộc linh mà có thì con của mình kính sợ Chúa. Mà Chúa nói là gì? Người kính sợ Chúa được gia tăng ngày tháng. Người kính sợ Chúa đi trong cái con đường công bình và cả lối ngay thẳng thì Chúa sẽ cho vừa lẫm của họ đầy dư dật và có của cải thật ở trong đời sống của họ. Nếu như tôi không có được cái di sản thuộc linh từ ba tôi để dạy cho chúng tôi trong đường lối kính sợ Chúa thì đất đai mà ba tôi chia chúng tôi bây giờ tan hoang hết rồi, không còn. Chúng tôi có thể tiêu hết rất là nhanh. Vợ tôi sẽ đau khổ vì có tôi. Các con tôi sẽ đau khổ vì có mỗi lần mà gặp ba nó là đi vậy đó. Chắc không có cô nào muốn chồng mình như vậy phải không? Thường tôi làm chứng cho những người mới tin Chúa. Tôi nói tầm chứng cho mấy bà vợ đó là gì? Nếu mà tin Chúa đó, nếu ông chồng mà tin nhận Chúa, ông chồng mà cứ sợ Chúa là vợ được phước. Ở gì? Thứ nhất, mỗi tháng không tốn tiền nhậu. Đúng không ạ? Không tốn tiền thuốc lá. Một năm có thể cả cây vàng mua cho vợ đeo vô tay. Không đánh đập vợ con, không rủa xả vợ con, mà dành thời gian tỉnh táo để cùng với vợ con, để cùng chăm sóc gia đình. Còn như tí sáng sỉnh, chiều sai, lai ngay, tối ngày thì sao? Hết, còn gì cả. Cho nên hãy làm sao ông bà chị em hãy biến những cái thời khắc ở trong đời sống của chúng ta, dù thời giờ là xấu, nhưng hãy biến nó trở thành di sản thuộc linh cho con cái của mình. Hãy tìm cách làm sao đưa con cái của mình đến để tham gia vào trong công việc của Chúa, để tham gia vào sự thờ phượng Chúa. Nếu chúng ta đã nếm Chúa là ngọt ngào thì tại sao chúng ta không cho con mình ngọt ngào như chúng ta đã từng nếm? Tôi và đã đánh đổi cái những cái tương lai của con tôi để lấy cái gia sản thuộc linh. Trước đây ngày Chủ nhật khi mà con tôi học ở trường phổ thông thì cứ ngày Chủ nhật là họp phụ huynh. Họp phụ huynh, vợ tôi đi dẫn theo con đi. Họ thánh đến nhóm. Ủa cô đâu rồi? À đi họp phụ huynh. Tự nhiên một ngày kia Chú nói với tôi, ủa họp phụ huynh nó có thay đổi gì được con mình không? Không, chỉ vô đó ngồi nghe thôi. Ngồi nghe thầy cô giáo nói thôi. Ủa như nếu mà ngồi nghe thì tôi phải mất thời gian để tôi vô tôi ngồi nghe để làm gì mà không có thay đổi gì cả. Vậy thì sao, tại sao chúng ta không chọn cái di sản thuộc linh để cho con, cho cháu của mình, cho người thân của mình, để chúng ta có thời gian để tìm kiếm Chúa? Và chính vì tìm kiếm Chúa đó, nó có một cái di sản thuộc linh. Và tôi cũng khích lệ những bạn thanh niên á, hoặc là kể cả những người trung niên, nếu chúng ta không bận bịu việc gia đình, ngày Chủ nhật cứ ở đấy cùng nhau các bạn thanh niên sinh hoạt với nhau, tập đàn, tập hát, tập trống thì làm tất cả mọi thứ để chi vậy, nó được tham dự vào trong công việc của Chúa. Đầu tư di sản thuộc linh là tập trung cho con mình để có thể con mình đến gần với lời của Chúa. Chứ lấy ngày hôm nay trao cái điện thoại cho con mình là xong. Nếu không có di sản thuộc linh thì cái điện thoại trở thành hại cho con của mình. Còn nếu con của mình kính sợ Chúa thì sao anh chị em? Di sản thuộc linh giúp cho con của mình có thể sử dụng cái điện thoại nó hiệu năng nhất và nó trở nên người kính sợ Đức Chúa Trời. Không có nghĩa là chúng ta cấm đoán, vì anh em cấm cũng không được. Bây giờ nhu cầu học bắt buộc phải có laptop, bắt buộc phải có điện thoại. Bây giờ mình cấm không cho nó sử dụng cái đó, có nghĩa là thôi nghỉ học luôn, đi bán vé số luôn, phải không? Bán vé số không phải là sai, không phải là xấu. Nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ làm được công việc như vậy thôi. Nó dành cho những người không có việc làm, dành cho những người có thể bị khuyết tật, dành cho những người không có cái may mắn trong cái cuộc sống và họ có thể có thu nhập đó. Nhưng nếu chúng ta có khả năng, chúng ta có thể phát triển hơn để rồi chúng ta có thể làm những việc như Chúa nói gì, đặt ở hàng đầu chứ không phải hàng đuôi. Trên cao luôn luôn chứ không hề dưới thấp. Cho nên một lần nữa lời Chúa hứa của chúng ta đó là gì? Chúng ta sẽ là người được thành công và thịnh vượng ở trong đời sống. Đó cũng là chương trình kế hoạch của Chúa. Được phước, thành công và thịnh vượng. Amen. Dạ. Bây giờ chúng ta xem cái phước kế tiếp. Đó là vợ ngươi ở trong nhà ngươi. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi. Một lần nọ Chúa thăm ông Abraham và Chúa hỏi ông Abraham một câu rất là đơn giản. Vợ ngươi đâu rồi? Vợ ngươi đâu rồi? Vợ của Phước đâu rồi? Ồ, đâu? Where?
Vợ của chủ nhân đâu rồi? Hallelujah. Vợ của Thế Anh đâu rồi? Cảm ơn Chúa. Vợ của Vũ đâu rồi? Đôi khi cái câu hỏi rất là đơn giản phải không ạ? Nhưng mà cho em biết, có phải Chúa không thấy được Sarah ở đâu Chúa hỏi Abraham không? Chứ Chúa hỏi làm chi ạ? Bởi vì Chúa muốn hỏi để xem coi Abraham có biết vợ mình đang ở đâu không. Mình đi thờ phượng Chúa, nhưng mà con vợ con đâu rồi? Tại vì người chồng là người được Chúa giao cho cái nhiệm vụ, giao cho trách nhiệm. Vợ con đâu rồi? Và Abraham trả lời sao anh chị em còn nhớ không ạ? Ở trong trại. À, cái câu này nó hay lắm. Vợ tôi đang ở trong trại. Chúng ta còn nhớ Isaac cưới Rebecca và đem Rebecca về trại của mẹ mình và ở cùng với mình. Khi một người nam mà đưa một người nữ về trại của mình, chính là nhà của mình, thì người nam đó bắt đầu phải trở thành một người có trách nhiệm. Biết vợ mình ở đâu và biết thuộc linh của vợ mình ở mức độ nào, và chúng ta phải biết, phải có trách nhiệm. Bởi vì chúng ta đã quyết định cưới người đó làm vợ thì chúng ta phải có trách nhiệm trên vợ mình. Phải biết vợ mình ở đâu. Cái ở đâu đây không có nỗi là ở trong nhà hay là ở ngoài ngõ hay là ở đi làm, không phải. Nhưng mà cho chúng ta biết được rằng người đó chính là vợ của mình và mình có trách nhiệm. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi. Tiếng Việt của mình ngộ lắm. Chữ ngươi và thêm dấu quyền thì là khác rồi. Vợ người mà ở trong nhà ngươi thì sao ạ? Hoặc là vợ ngươi mà ở trong nhà người thì sao ạ? Là còn cái nịt phải không? Chúng ta muốn vợ của chúng ta ở trong nhà của chúng ta hay là vợ chúng ta ở trong nhà người? Câu trả lời này đã có. Mỗi người chúng ta đều biết chắc chắn như vậy. Nhưng có một điều, nó một cái gọi là một cái trái ngược như thế này. Là đôi khi vợ mình hay là vợ ngươi, nhưng mà chúng ta lại nhìn thấy là vợ ngươi nhưng mà lại thích vợ người. Mà nếu vợ ngươi mà thích vợ người không có phước, mà vợ người mà ở trong nhà ngươi cũng không có phước, mà vợ ngươi ở trong nhà ngươi cũng không có phước. Bây giờ ai là người đang có vợ có chồng ở đây đứng lên ạ? Dạ đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Dạ đang có vợ có chồng ở đây. Dạ đâu, vợ của thầy Lam đang ở đâu ạ? Mời cô đứng lên. Dạ, chúng ta có vợ có chồng đang có thờ phượng Chúa ngày hôm nay. Rồi cảm ơn chị em. Hãy nhớ rằng chúng ta phải có trách nhiệm trước mặt Đức Trời và có trách nhiệm với người phó đậu của mình. Amen. Xin quý ông có mong ước mình được phước và gia đình mình, con cái của mình được phước không? Chúng ta phải biết được rằng vợ chúng ta đang ở trong nhà của chúng ta. Amen. Vợ chúng ta ở trong nhà chúng ta thì mới được phước. Tại vì đây là nguyên tắc của Chúa. Mà nếu mà vợ người ở trong nhà chúng ta, tôi nói là nó phá hủy kinh khủng luôn. Làm nhiều tiền cũng hết, đúng không? Nhưng mà đến khi vợ ngươi ở trong nhà ngươi thì đã lập đọc được phước rồi đó. Nhưng mà cũng có những trường hợp là vợ ngươi ở trong nhà ngươi nhưng mà nó không có như cây nho thành mậu. Mà chưa biết cây nho thành mậu là sao ạ? Nhà nó tươi, lúc nào cũng tươi. Không phải tươi vì cỡ cái môi son, nhưng mà cái đời sống có cái niềm vui ở trong nhà đình. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi thì sẽ giống như cái cây nho thành mậu. Cái cây nho này lúc nào nó cũng tươi và nó luôn luôn có kết quả. Bông trái của thuộc linh luôn luôn đầy ắp trên đời sống của người vợ của mình. Người chồng khi đi ra đi làm mà trở về nhà, lúc nào vợ cũng tươi cười. Anh ăn gì chưa? Anh có mệt không? À. Nhưng mà cũng có những người vợ nó không có tươi. Cho nên khi mà chồng đi làm về gì? Gì? Nay làm gì đi về trễ à? Ủa không, anh mới đi có trễ có 10 phút mà. 10 phút cũng là trễ. Bữa nào đi về sớm. Ôi, bữa nay bị đuổi sao mà về sớm vậy? Mất việc à? Rồi làm đem lương về, tháng này lương ít. Ra
sao? Ăn chặn ở đâu rồi hả? Có quỷ đen phải không? Mà tháng sau đem nhiều, nhỏ nào cho đây? Có không quý bà? Dạ, lai rai. Thỉnh thoảng. Nhưng mà khi cây nho sành màu nó tươi thì sao? Tiền nhiều tiền ít không quan trọng, trồng về nhà là được rồi, đúng không? Về sớm về muộn không quan trọng, về nhà cũng là được rồi, khỏe là được rồi. Nếu chúng ta thúc đẩy cái giá trị thuộc linh cho chồng của mình và đặt cái giá trị thuộc linh cho vợ của mình, thì chúng ta phải chọn đức tin nơi Chúa, cả hai kính sợ Chúa, khỏi cần lo. Chúng ta không cần phải lo cái gì cả. Đó là cái phước mà Chúa nói là gì? Vợ ngươi ở trong nhà ngươi thì giống như cái nho thành màu. Rồi sao? Con cái ở trong chung quanh bàn ngươi khác nào những chòi olive. Nha. Con cái xung quanh bàn ngươi khác nào những chòi olive. Chúng ta đã từng trồng ai ở vùng Hóc Môn hoặc là trên Long An, chúng ta trồng cái chẳng hạn như chúng ta trồng cái cây cái mồng tơi hay là cây dưa leo gì đó. Trong một đêm chúng ta thấy cái gì xảy ra? Wow, cái trượt, phải không ạ? Nó đâm trượt, nó đâm đây, đâm đây, đâm đây. Kể cả khi bị mà ngăn cản thì nó cũng tìm cái nó ngồi lại. Thì như vậy, ở đây nói là gì? Là con cái của ngươi ở chung quanh bằng ngươi giống như những cái chồi non của cây olive vậy. Nó cứ xanh tươi, nó xanh tươi, nó xanh tươi, nó xanh tươi. Không có sợ nó bị hư, không có sợ nó thất bại. Tôi thấy cái điều này nó rất là nguy hiểm nếu chúng ta không giải phóng được khỏi điều này được. Trong đầu của cha mẹ, ông bà, những người lớn tuổi luôn luôn nghĩ con của mình là nếu nó đi ra là nó hư. Ngày xưa ba tôi không cho chúng tôi đi đâu hết. Nhà tôi đất đai nhiều lắm. Ba tôi nói bây giờ ba ước ao ha. Ba có 8 đứa con ha. Mỗi đứa ăn căn nhà, mỗi đứa ăn căn nhà, mỗi đứa ăn nhà. Ba ở giữa, tụi con quay xung quanh ba. Rồi cặp đất mà ăn hả? Nhưng mà ba tôi không muốn như vậy đó. Thật ra lúc còn nhỏ nó là những con cá ở trong chung quanh bàn của chúng ta. Chung quanh bàn còn có nghĩa là sự hiện diện. Chung quanh bàn cũng có nghĩa là chúng ta biết con mình đi đâu về đâu. Chung quanh bàn cũng có nghĩa là chúng ta chăm sóc con mình một cách cẩn thận. Chung quanh bàn cũng có nghĩa là các con của chúng ta có lòng kính sợ Chúa và nó đặt cái giá trị thuộc linh lên hàng đầu, và nó cũng có cái giá trị gia đình. Nó quan trọng giá trị gia đình. Bao nhiêu người trong quý ông quý bà đã có con mong rằng có bữa cơm gia đình. Bao nhiêu người thì nói là ôi mình giàu đâu mà giờ mình đi ăn cơm tiệm. Một tháng ăn cơm tiệm, luôn ăn cơm tiệm. Dạ, không có cần cơm gia đình. Ăn cơm tiệm nhưng mà ăn cùng nhau cũng là tốt. Các con tôi học từ thứ hai đến thứ sáu. Tôi nói với con tôi là bây giờ thứ bảy mẹ mua đồ ăn về đó, tụi con tự nấu. Nấu sao ba mẹ ăn vậy. Và các con tôi tự làm cái việc đó. Và chúng tôi luôn luôn có những cái bữa ăn với nhau, bữa ăn gia đình. Hoặc là chúng tôi có một bữa uống cà phê với nhau, cùng nhau để ngồi để tâm tình. Có những cái điều con mình nó không tâm tình với mình thì nó tâm tình với người khác. Có những cái điều nó thắc mắc, nó muốn hỏi nhưng mà chúng ta không giải đáp cho nó thì nó tìm người khác để nó sẽ hỏi. Cho nên con cái chúng ta phải ở trong diện bà chị em, chung quanh bàn của chúng ta. Amen bà chị em. Dạ. Và kia người nào kính nhờ Đức Chúa sẽ được phước là như vậy. Như vậy cái chìa khóa để có được những điều này, thứ nhất hưởng công việc, thứ hai được phước, thứ ba thành công thịnh vượng, thứ tư là vợ như cái nho thành mẫu, thứ năm con cái ở chung quanh bàn giống như những chòi olive, thì cái chìa khóa đó chính là gì? Kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa. Nhưng mà nói từ kính sợ Chúa chung chung chúng ta sao biết đâu kính sợ Chúa làm sao? À, tôi kính sợ Chúa là tôi đọc kinh thánh, đúng. Tôi kính sợ Chúa là tôi đi thờ phượng Chúa, đúng. Nhưng mà kinh thánh nói nhiều cho chúng ta về kính sợ Chúa. Nhưng mà tôi muốn bà chị em xem một câu kinh thánh về kính sợ Chúa ở đây. Châm ngôn đoạn 8 câu 13. Châm ngôn đoạn 8 câu 13. Rồi đọc cùng nhau bà chị em. Châm ngôn đoạn 8 câu 13. Xin bắt đầu. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là ghét điều ác. Ta ghét sự kiêu ngạo, sắc sược, con đường ác và miệng gian tà. Đây là một cái định nghĩa tôi thấy khá hoàn hảo về sự kính sợ Chúa. Mặc dù còn nhiều lý do khác nữa, nhưng trong một câu mà có bao nhiêu cái điều, cái chìa khóa để chúng ta biết rằng mình là người kính sợ Chúa. Thứ nhất là ghét điều ác. Sứ đồ Phaolô đã nói rõ điều này ở trong giao ước mới chúng ta là cái điều gì nó tựa như điều ác
thì con phải chẳng xa. Thật ra điều ác, tất cả con và chị em về điều thiện và điều ác chúng ta biết hết. Tại vì Chúa đặt ở trong lòng chúng ta lương tâm, và lương tâm chúng ta nhận ra biết được đó là điều thiện hay là điều ác. Kể cả không có đi học vẫn biết đó là điều thiện hay điều ác. Thứ hai là ghét sự kiêu ngạo. Ghét có nghĩa là không thích đó, không thích lối sống kiêu ngạo. Nhiều khi chúng ta được đằng này thì chúng ta ô khiêm nhường lắm, nhưng mà làm chúng ta lớn ở mức độ nào, đó là tiền rỉnh túi rồi, cần chỉ cần búng tay cái có người phục vụ tận răng thì bắt đầu chúng ta có sự kiêu ngạo rồi. Thế đây là cái chỗ mà chúng ta phải cẩn trọng, chúng ta phải chống lại cái sự kiêu ngạo này. Vì Chúa nói rằng Chúa ban ơn cho người khiêm nhường. Nếu anh em muốn ơn được của Chúa nhiều, chúng ta đuổi cái sự kiêu ngạo ra khỏi chúng ta. Một lúc nào đó mà chúng ta nghĩ rằng cái người đó thua tôi phải hơn người đó. Sự hơn thua nếu như ý nghĩa theo mặt tích cực thì nó sẽ là điều tốt. Nhưng mà hơn thua nó giống như hai từ cạnh tranh và tranh cạnh. Sự cạnh tranh là chúng ta càng làm cho cái sản phẩm chúng ta tốt hơn. Còn tranh cạnh là gì? Tôi muốn hại người khác, đạp người khác xuống để tôi ngồi lên. Đó là sự tranh cạnh. Điều thứ ba, ghét sự sắc sược. Cái kiêu ngạo, qua cái môi lưỡi chúng ta có thể nhận biết cái người đó kiêu ngạo. Nhưng cái sắc sược đó, tức là nói những cái lời trịch thượng, khoe mẽ, chê bai, hạ nhục và chỉ khoe về mình mới là tốt nhất. Tôi nói ra là tốt nhất, việc làm tôi là tốt nhất, điện thoại tôi là xịn nhất, mặc dù nó chuẩn bị hư rồi. Anh xài iPhone 14 Pro Max á, tôi là xài iPhone 15 luôn à. Nhưng mà 15 nó chưa ra. Cái kiểu nói sắc sược, hoặc là nói những cái lời miệt thị người khác, giết người mà không phải là bằng dao mà bằng lời nói, đó là sự sắc sược. Thứ tư là con đường ác. Nếu như chúng ta đi vào cái con đường đó và cái con đường đó trở nên ác, có nghĩa là gì? Hại người khác, làm cho người khác bị tổn hại, thì chúng ta quyết định ra khỏi cái con đường đó. Thứ năm là miệng gian tà. Đây là nói những điều dơ bẩn, rủa xả, gian dối, làm chứng gian mà nói điều dối. Đức Chúa Trời sẽ không hài lòng về những điều này. Như vậy trong cái câu kinh thánh này chúng ta thấy có 5 điều: ghét điều ác, ghét kiêu ngạo, ghét sự sắc sược, ghét con đường ác và ghét cái miệng gian tà. Chỉ cần 5 điều này thôi, ông bà chị em cũng có thể chứng minh cho người khác được rằng tôi là người kính sợ Đức Chúa Trời. Tất nhiên còn nhiều điều khác nữa, nhưng mà chúng ta dừng lại câu kinh thánh này thôi. Di sản thuộc linh là một điều cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta biết tập trung cái di sản thuộc linh cho con của mình, đặt cái di sản thuộc linh là lên cao nhất, thì anh chị em sẽ thấy đó là một phước hạnh. Chúng ta xem ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu 14-15. Timôthê nhì đoạn 3 câu 14-15. Chúng ta đọc chung với nhau. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu khỏi đức tin, bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Và một câu nữa ở trong cũng tâm Timôthê nhì đoạn 1 câu số 5. Xin bắt đầu. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ích bà nội con và trong Ơ-ních mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Như vậy đức tin của ai mà ảnh hưởng trên Timôthê? Đúng là bà ngoại. Cái từ này bà ngoại nha, đức tin là bà ngoại. Bởi vì người ta nói là gì? Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà là sai, đúng không? Câu kinh thánh này là đâu có con nên tại mẹ mà cháu nên tại bà, đúng không? Ở đây bà ngoại của Timôthê là người tin kính Chúa. Bà nội của Timôthê là người Hy Lạp, nhưng bà ngoại là người Israel. Cho nên đã đặt cái giá trị thuộc linh cho cháu của mình. Cho nên cái nói gì? Từ khi con còn thơ ấu, vốn biết kinh thánh có thể khiến con khôn ngoan. Nếu anh chị em đặt cái giá trị thuộc linh cho con của mình,
thì chúng ta sẽ thấy anh chị em không cần phải lo lắng khi con của mình nó bước ra đời. Bởi vì nó có giá trị thuộc linh rồi. Nó có di sản thuộc linh rồi. Nó có lòng kính sợ Đức Chúa Trời ở trong đời sống của nó rồi. Nó có thể cũng có lỗi lầm, nhưng mà lỗi lầm đó nó lại trở lại trong cái đường lối khởi động đúng đắn lại. Và chúng ta cầu nguyện cho con của mình, để con của mình là những chồi olive thật xanh tươi. Amen. Chúa, Ngài muốn tôi và ông bà chị em là người phải có một sự chọn lựa cho cái quyết định cuộc đời của mình. Ở trong Phục Truyền đoạn 30 câu 19 và câu 20. Phục Truyền 30 câu 19 và câu 20. Xin chúng ta đọc với nhau. Phục Truyền 30 câu 19 và câu 20. Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt các ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa xả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Thương mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tuân theo tiếng phán Ngài và chiếu mến Ngài, vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Jehovah đã thề ban cho tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob. Chúa bày ra trước mặt chúng ta sự sống và sự chết, chúng ta có quyền chọn. Sự chọn lựa của bà chị em buổi sáng hôm nay, khi chúng ta chọn để bước đi thờ phượng Chúa, chúng ta gác lại những cái giá trị thuộc thể kia qua một bên. Có nghĩa là tôi và chị em đầu tư vào trong cõi đời đời cho chính chúng ta và con cái của chúng ta. Nếu mỗi buổi sáng Chủ nhật, vợ chồng con cái cùng nắm tay đến thờ phượng Chúa, rồi cùng nhau thông công với hội thánh, rồi sau đó cùng nhau vui vẻ cùng về, thì chúng ta thấy một khởi đầu, một tuần lễ mới ông bà chị em sẽ thấy tuyệt vời. Bình an, vui mừng và sự vây phủ của Chúa, giống như là các núi vây phủ Israel, thì Chúa vây phủ dân sự Ngài thầy ấy. Cho nên Chúa đặt trước mặt sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa xả. Nhưng Chúa nói gì? Con hãy chọn sự sống. Đó là cách mà Chúa Ngài muốn chúng ta chọn lựa cái quyết định của chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời. Vấn đề ở chỗ không phải chúng ta dạy con thế nào, mà là cách chúng ta sống kính sợ Chúa và làm gương, thì con của chúng ta nó cũng sẽ học tập từ chúng ta. Nhiều người dạy con phải làm như mày, con đừng làm cái kia. Nhưng mà thực tế chính chúng ta làm thì chúng ta không thể nào dạy con mình được. Dù con mình không nhìn thấy, nhưng Satan nó nhìn thấy, phải không? Nếu tôi tay trên tay trên tay tôi lúc nào cũng cặp cái chai đi ngoẻo tới ngoẻo lui, hút thuốc thì phì phà. Ba hút được nhưng con không được hút cả nhà. Con hút thuốc là nó hại phổi lắm á. Ba uống được được, nhưng mà con tại vì ba bận việc, ba phải lo tiếp khách thì cái đủ thứ cho nên ba uống rượu được. Còn con là không được uống rượu à? Ông bà chị em nghĩ như thế nào? Chúng ta nói dạ, nó dạ đó, nhưng mà sau lưng thì sao? Không bao giờ, không bao giờ. Nếu tôi nói dối thì con tôi cũng sẽ nói dối. Tôi không thể nào tôi nói dối mà tôi cấm con tôi không được nói dối. Nó cũng sẽ nói dối. Cho nên có một anh chàng kia làm thư ký của một công ty. Một ngày nọ ông giám đốc ông bận biểu quá, ông nói là bây giờ phải nói với cái người đó đó là tôi không có ở nhà. Người thư ký này là người kính sợ Chúa. Người thư ký này là không được. Sếp ơi, tôi không thể nói dối được. Thì tôi kêu anh nói mà. Anh cứ nói theo lời của tôi đi là tôi không có ở nhà. Thì anh giám đốc này, ấy anh thư ký này nói rằng: "Thưa giám đốc, nếu tôi có thể nói dối với người khác theo cách của giám đốc thì đến một lúc tôi cũng sẽ nói dối với giám đốc." Vậy thì anh chị em, nhiều khi ngay ở trong gia đình chúng ta, đó là một cái gương để chúng ta học tập. Nhiều khi vô tình chúng ta nói một cái gì đó, kêu mình nói dối. Và bây giờ chúng ta kêu con chúng ta đừng có nói dối. Và không bao giờ. Nó có thể lúc nó sợ, nhưng nó sẽ nói dối. Khi nó đủ lớn, nó sẽ nói dối. Chẳng hạn như mình mặc đồ đẹp hay mình làm một cái mái tóc đẹp, hỏi con: "Mẹ đẹp không?" Con nó sẽ nói gì? "Wow, mẹ đẹp quá, tuyệt vời." Cái đó nói thiệt hay nói dối? Hôm nay bài học này không dành cho ông bà chị em mà thôi, nhưng mà dành cho cả chúng tôi là những người hầu việc Chúa.
Chúng tôi muốn một điều rằng những gì chúng tôi sống, quá khứ, chúng ta không trở về đó để chúng ta sửa nó lại. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ đây để chuẩn bị cho gia đình của mình một sự bảo vệ đặc biệt của Chúa và một gia sản thuộc linh. Ông bà chị em đồng ý không? Kính sợ Đức Chúa Trời đó chính là chìa khóa để đem lại sự phước hạnh cho gia đình của chúng ta, cho con cháu của chúng ta. Amen. Xin mời phước cho Hội Thánh. Xin mời chúng ta cùng đồng đứng lên, chúng ta cầu nguyện với Chúa giờ này. Hallelujah. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.